kìa. Mày là ai mà lại ở trong nhà người yêu tao thế? Em là giúp việc nhà anh Hiếu. Mà sao chị lại vào được đây thế hả? Tao là người yêu anh Hiếu thì tất nhiên là tao vào được nhà rồi. Mày không có não mà hỏi câu ngu thế. Dạ em xin lỗi chị. Em mời chị vào uống nước ạ. Mày cứ làm như mày là chủ ngôi nhà này ấy nhở? Dạ em không dám ạ. Em chỉ là giúp việc ở đây thôi. Nhưng mà khách đến nhà thì em vẫn phải mời vào uống nước ạ. Tao không khát, nước đôi gì. Mà người yêu tao đâu rồi? Anh Hiếu đi công tác rồi chị ạ. Đi từ bao giờ? Anh ấy đi từ hôm trước rồi. Chắc là mai mới về đến nhà. Cái con giúp việc như mày, sao lại nắm rõ lịch trình của người yêu tao thế hả? Em là giúp việc thì phải biết thời gian anh ấy về để còn chuẩn bị cơm nước chứ chị. Mày làm việc có tâm quá nhở. Em nhận lương của anh ấy thì em phải làm việc tận tâm chứ chị. Mà chị bảo chị là người yêu của anh Hiếu, sao lại không biết lịch công tác của anh Hiếu ạ? Đứa giúp việc như mày mà hỏi lắm thế. Mày có tin tao bảo anh Hiếu đuổi cổ mày đi không? Dạ em xin lỗi chị ạ. Coi như là em chưa hỏi gì cả. Mà mày làm ở đây từ bao giờ đấy? Em mới làm ở đây được gần 1 tháng thôi ạ. Thế mày thấy anh Hiếu thế nào? Anh Hiếu rất tốt chị ạ. Mày thích anh ấy à? Dạ không ạ. Em được anh Hiếu giúp đỡ nhiều nên là em quý trọng anh ấy thôi. Chị đừng hiểu nhầm ạ. Cũng được, tạm thời thì tao tin mày. Nhưng mà để tao phát hiện mày có ý gì với anh ấy, đừng trách tao đấy. Chị yên tâm ạ, em không dám đi quá giới hạn đâu. Biết điều thì tốt. Bao giờ người yêu tao về thì bảo là tao đến thăm. Mà nhớ, cấm nói xấu gì về tao đấy, không thì đừng có trách. Dạ vâng ạ. Sao người như cô ta lại có thể là người yêu anh Hiếu được nhở? Thôi kệ đi. Anh về rồi ạ? Anh cứ để đồ em cất cho. Thôi em cứ làm việc của em đi, để anh tự mang được rồi. Anh cứ để em ạ. Mà anh đi công tác về có mệt không ạ? Cũng hơi mệt. Nhưng chuyến đi công tác này ký được hợp đồng lớn nên anh thấy rất vui, coi như là thành công rực rỡ. Dạ em chúc mừng anh ạ. Anh vào ngồi đi, em lấy nước cho ạ. Em mời anh uống nước ạ. Cảm ơn em. Mà mấy ngày anh đi công tác, ở nhà có chuyện gì không em? Hôm qua chị người yêu của anh đến đây để tìm anh đấy ạ. Cái gì? Người yêu nào? Thì chị đấy bảo là người yêu của anh. Mà em quên mất không hỏi tên. À, chị ấy còn tự vào được nhà nữa đấy ạ. Chắc là cô ta rồi. Cô ta chỉ là người yêu cũ của anh thôi. Lần sau cô ta có tới thì em cứ đuổi đi cho anh. Người yêu cũ ạ? Thế chị ta lừa em mà anh? Anh và cô ta chia tay lâu rồi. Thế nhưng dạo này cô ta cứ bám lấy anh. Chắc thấy em thật thà nên cô ta lừa đấy. Thế mà em không biết. Để chị ta tự tiện vào nhà. Em xin lỗi ạ. Thôi không sao. Tại anh chưa xóa vân tay của cô ta thôi. Để chút nữa anh gọi người đến xử lý. Dạ vâng. Thôi anh ngồi nghỉ ngơi đi. Để em vào dọn cơm ạ. Con kia, mày đi đâu đấy? Sao tôi lại phải nói với chị? Con Danh này, hôm nay mày ăn phải trứng trâu gan rời mà dám nói chuyện với tao như thế. Mày có tin tao bảo anh Hiếu đuổi cổ mày đi không? Chị không phải dọa, tôi không sợ chị đâu. Tôi đã biết chị chỉ là người yêu cũ của anh Hiếu rồi. Anh Hiếu còn dặn tôi, nếu mà chị đến nhà thì đuổi cổ chị đi đấy. Mày cũng cứng nhở? Cho dù tao là người yêu cũ của anh ấy, thì cũng hơn cái loại làm ô xin như mày. Tôi không cần phải hôn chị. Tôi chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của tôi là được rồi. Còn những chuyện khác tôi không quan tâm. Để tao xem đây là cái gì. Ok, chị trả lại cho tôi đi. Cơm à? Mày mang cơm cho ai đây? Tất nhiên là tôi mang cho anh Hiếu rồi. Anh Hiếu nói là không thích ăn ngoài nên là bảo tôi nấu cơm mà mang đến cho anh ấy. Chị là người yêu cũ mà không biết sở thích của anh Hiếu à? Ai bảo với mày là tao không biết? Chẳng qua là anh Hiếu thương tao, không muốn tao phải vất vả làm cơm cho anh ấy. Còn mày chỉ là cái hạng ô xin. Anh ấy muốn mày làm gì thì mày phải làm cái đấy. Mày hiểu chưa? Tôi là giúp việc nhà anh Hiếu. Tôi nhận lương thì tôi phải làm việc thôi. Chị cũng buồn cười thật đấy. Là người yêu cũ mà lại đi so sánh mình với một người giúp việc như tôi à? Hay là bây giờ chị thấy anh Hiếu không coi trọng chị bằng một người giúp việc như tôi?
Con Danh này, nói một câu mày cãi 10 câu là thế nào? Mày thích chết à? Cô làm cái trò gì vậy hả? Anh đến đây từ lúc nào thế? Tại con Danh này này, nó dám coi thường em phải cho nó một trận chứ. Tôi cũng coi thường cô đấy, cô có dám đánh không? Anh, sao anh lại nói thế với em? Tôi và cô chia tay đã lâu rồi, cô còn đến đây làm phiền tôi làm gì? Nhưng mà em còn yêu anh nhiều lắm, em không muốn rời xa anh đâu. Cô bớt lại đi, đừng có diễn nữa. Lúc tôi khó khăn thì cô bỏ đi, bây giờ tôi có chút tiền thì cô quay lại cô nói cô yêu tôi. Cô có thấy buồn cười không? Lúc em rời xa anh là do em có nỗi khổ riêng, chứ không phải là do anh không có tiền. Anh đừng coi em là kẻ tham lam như thế, em buồn lắm đấy. Cô đau lòng thì tôi càng vui. Cô đi đi, đừng bao giờ làm phiền tôi nữa. Và cũng đừng bao giờ bắt nạt cô ấy nữa. Nếu không, không xong với tôi đâu. Anh vì cái con giúp việc này mà anh vô tình với em như vậy à? Thì sao? Anh... Con này, mày được lắm. Mày sẽ không sống yên với tao đâu. Vừa nãy cô ta đã làm gì em chưa? Dạ chưa ạ, em cảm ơn anh. Cái này là do anh, nên cô ta mới làm phiền em như vậy. Em không cần cảm ơn đâu. Mà thôi, cũng muộn rồi, anh mang cơm lên ăn đi không nguội ạ. Được, em về đi. Dạ vâng, em chào anh. Đi cẩn thận nhá. Vâng ạ. Hứa anh này, kế hoạch nối lại tình xưa của em với ông Hiếu ấy, thế nào rồi? Chả thuận lợi thế nào cả. Ông Hiếu thì đang ghét em như kẻ thù ấy. Và còn con ô sin của ông ấy nữa, em nhìn ngứa cả mắt. Một con giúp việc thôi mà nó cũng làm em bực tức đến thế cơ à? Tại anh không biết thôi, chứ con bé này cũng ghê gớm lắm đấy. Ông Hiếu vì bảo vệ nó mà chửi em te tua kia kìa. Căng thế cơ à? Thế con bé đấy nó có xinh không? Cũng gọi là có tí nhan sắc. Thế thì hỏng rồi. Tự nhiên thằng Hiếu lại tuyển thêm một con bé nhân viên xinh tươi như thế, thì tâm trí đâu mà nó dành cho em nữa. Khó, lại càng thêm khó đấy. Nhưng mà em thấy con bé này trông có vẻ quê mùa lắm, chắc cũng chẳng dám có ý tứ gì với ông Hiếu đâu. Thế thì em lại nhầm. Nó càng tỏ ra quê mùa, càng tỏ ra ngoan hiền, thì mấy cái thằng chủ tính như thằng Hiếu lại rất thích. Cho dù hiện tại nó vẫn chưa có tình cảm, thế nhưng mà lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Đến lúc đấy em có mơ cũng không lại gần được nó đâu. Nhưng mà con bé đấy chỉ là ô sin thôi, làm sao mà ông Hiếu thích được? Sao lại không thích? Con bé đấy nó có nhan sắc, nó lại chiều được thằng Hiếu. Đến lúc đấy thằng Hiếu có chạy đằng trời. Không được rồi, em không thể để nó ở lại đấy lâu hơn được. Em phải tìm cách đuổi nó ra ngoài. Muốn đuổi nó đi thì để anh giúp em. Anh có cách này. Cách gì vậy anh? Em chào anh ạ, anh tìm ai thế ạ? Chị cho tôi hỏi, đây có phải nhà anh Hiếu, chủ tịch tập đoàn IBA không? Dạ đúng rồi ạ. Tôi là công an thành phố, chúng tôi nhận được đơn tố cáo của rất nhiều người tố cáo anh Hiếu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hôm nay tôi đến để mời anh ấy về trụ sở công an để làm việc. Anh ấy có nhà không? Dạ anh Hiếu đi công tác rồi ạ. Chắc là mai anh Hiếu mới về anh ạ. Cô nói thật chứ? Nếu cô nói dối để giúp anh ta lẩn trốn, cô phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy. Em nói thật mà. Thôi được rồi, vậy tôi sẽ tìm anh ta sau. Cô là giúp việc của nhà này à? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Tôi khuyên cô nên xin nghỉ sớm đi, anh ta bị phạm tội lớn lắm ấy. Nếu không cô sẽ bị liên lụy. Dạ vâng, em cảm ơn anh đã nhắc nhở ạ. Tôi xin phép. Vâng, em chào anh. Sao rồi, nó có tin không? Nhìn mặt nó có vẻ tin đấy, để xem nó có dám ở lại không. Nhưng mà nhỡ nó không đi thì sao? Thì mình lại bày cái khác. Cái bọn nhà quê này, nó cứ nghe thấy pháp luật là chạy mất dép ngay. Em yên tâm đi, anh sẽ giúp em vụ này. Vâng, em trông cậy hết vào anh đấy. Chuyện nhỏ thôi. Vào đi. Em chào anh ạ. Sao em lại đến đây? Anh mới đi công tác về ạ? Ừ,
Anh vừa mới về, em ngồi đi. Văn phòng nhiều việc nên đến công ty luôn. Mà em tìm anh có chuyện gì à? Vâng ạ, em có chuyện muốn nói với anh. Em nói đi, anh nghe đây. Hôm trước có một anh công an đến nhà tìm anh. Anh ta nói là có rất nhiều người nộp đơn tố cáo anh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Có thật thế không ạ? Vớ vẩn, làm gì có chuyện đó. Mà liệu anh ta có phải là công an thật hay không? Em đã kiểm tra chưa? Em thấy anh ta có giơ thẻ ngành ra, chắc là thật đấy ạ. Vậy anh ta có nói gì nữa? Anh ta có bảo em là mau nghỉ việc đi, không là sau này sẽ bị liên lụy. Đừng có nói với anh là hôm nay em đến đây là để xin nghỉ đấy nhá. Không ạ, em đến đây chỉ để nói với anh chuyện đó thôi, chứ em không xin nghỉ việc đâu ạ. Em yên tâm, anh không phạm tội gì đâu. Anh sẽ làm sáng tỏ vụ này. Chắc là có người giả làm công an đến để lừa em đấy. Anh nói thật ạ? Thôi, em cứ về đi. Chuyện này cứ để anh giải quyết, yên tâm. Dạ vâng, thế em xin phép ạ. Chào anh. Anh làm cái kiểu gì mà em vẫn thấy nó ở nhà ông Hiếu vậy? Anh cũng không biết nữa. Không hiểu sao cái con này nó lại lì như vậy. Anh mau nghĩ cách khác đi, không là em không chờ được nữa đâu. Phương Anh này, theo anh thấy thì em không còn cơ hội quay về với thằng Hiếu đâu. Sao lại thế? Còn nước còn tát chứ. Như em thấy rồi đấy, lúc nó nghèo khó thì em bỏ nó đi. Bây giờ nó có tiền rồi, em lại muốn quay về. Có đến thằng ngu nó còn hiểu ra vấn đề ấy. Thế chả nhẽ bây giờ em đứng nhìn đống tiền đấy rơi vào tay đứa khác à? Mình không ăn nhiều thì ăn ít vậy. Bây giờ anh có kế như thế này. Em đến nhà thằng Hiếu ăn trộm tiền. Đến lúc thằng Hiếu phát hiện ra bị mất trộm tiền ấy, nó sẽ nghi ngờ con giúp việc kia thôi. Thế có được không thế? Được, chắc chắn là được. Phương Anh. Anh Hiếu, sao anh lại ở đây ạ? Tôi phải hỏi cô cậu đây mới đúng đấy. Em đến thăm anh mà em chả thấy ai ở nhà, cho nên em định đi về ạ. Thì trong tay cô đang cầm cái gì kia? Dạ em có cầm gì đâu ạ. Cậu vào đi. Anh lại ở đây. Xin lỗi em nhé, là anh gài bẫy em đấy. Số tiền em lấy trộm kia chắc cũng phải tầm 200 triệu. Nếu mà kiện em ra tòa thì em cũng phải bóc lịch dài dài đấy. Sao anh làm thế với tôi hả? Đồ khốn. Anh cũng không muốn thế đâu. Tại lần trước giả làm công an đến để dọa con bé này thì bị anh Hiếu điều tra ra, và anh ấy đã bắt anh phải tạo ra một kế hoạch để lừa em. Anh không còn sự lựa chọn nào khác nên anh phải đồng ý thôi. Đồ khốn nạn, đồ chó má. Tôi đã lưu lại hết hình ảnh của cô và nhà tôi ăn trộm tiền rồi đấy. Nếu mà tôi kiện thì cô không thoát nổi đâu. Anh Hiếu, để tình chúng mình từng yêu nhau, em chỉ là nhất thời hồ đồ nổi lòng tham thôi. Anh tha cho em nhá. Cũng được thôi. Dù sao tôi thực hiện kế hoạch này cũng không phải để cô đi tù. Tôi chỉ cần từ nay cô tránh xa cuộc sống của tôi ra và đừng làm phiền những người xung quanh tôi. Cô có làm được không? Em làm được ạ. Em thề, từ giờ em sẽ không làm phiền cuộc sống của anh nữa đâu ạ. Cô nhớ lấy ngày hôm nay, nếu cô không giữ đúng lời hứa thì tôi sẽ bắt cô trả giá ngay đấy. Dạ, em không dám tái phạm nữa đâu ạ. Dạ, em gửi lại. Em xin phép ạ. Tôi xin phép ạ.